Trời, em xin mến chào quý anh chị nha. Lại là em đây, chào quý anh chị. Chúc quý anh chị thứ bảy cuối tuần tràn đầy niềm vui hạnh phúc nha. Thì hôm nay em có một cái siêu phẩm nha quý anh chị à, một cái hôm tay nghỉ dưỡng sẵn à, mới vừa xây luôn quý anh chị ha à, là cái hôm tay này là ngang là 7m, sâu là hơn 30m. Trong đó đã có 80m thổ cư rồi quý anh chị ha. À, đây đây em quay từ phía sau, em quay lên nha quý anh chị à, thì đây nhà mình là có hai phòng ngủ riêng biệt, một toilet, một bếp, một phòng khách quý anh chị ha à, ngang 7 mà sâu vô là hơn 30m nha quý anh chị, có 100m thổ cư và phía trước là nguyên một cái sân, là có cái chòi này là chủ mua từ Hà Nội vào nhà lục giác này quý anh chị ha, là hơn 300 triệu nha quý anh chị à, là cái căn này à. Mình cái căn gỗ không là đã hơn 300 triệu quý vị ha. Thì bây giờ chủ bán cả nhà vườn luôn à, cả nhà vườn rồi cảm luôn cả hết quý vị ha. Mà giá chỉ có là 2 tỷ 2 nha quý vị à, 2 tỷ 2 thì giá này là còn thương lượng. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em ngay nha à, nhà lục giác này là cực kỳ đẹp quý vị ha. Nhà mình là tường ra bao xung quanh hết rồi. Có cây à, có cây cối đầy đủ hết quý chị ha. Cách biển Lộc An, biển Phước Hải đâu đó khoảng độ tầm hơn 2 km à, mình là mặt tiền đường nhựa thông nha quý anh chị, thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đèn đường chiếu sáng, điện nước đầy đủ hết quý anh chị ha à, dân cư là sang sát hết luôn. Đây đi ra đường ven biển đâu đó khoảng độ tầm 200m là tới đường ven biển quý anh chị ha. Đây phía trước là mình là tường cổng các thứ đầy đủ hết rồi nha quý anh chị à, à, được cái là đây là khu dân cư nè. À, và có cái được cái là gần biển quý anh chị ha à, cách biển đâu đó khoảng độ tầm 2 km là tới rồi quý anh chị ha à, là biển Lộc An và biển Phước Hải nha quý anh chị à, đây là vị trí của mình nè, cách ủy ban, cách khu tái định cư Phước Hội khoảng độ tầm 300m quý anh chị ha à, là đây là biển quý anh chị ha à, thì phía trước là biển nè à, thì cách biển khoảng độ tầm đi 2 phút là tới nha quý anh chị. Cái này sổ hồng riêng, công chứng liền. Em nói lại là giá hiện tại chủ cần tiền bán chỉ có 2 tỷ 2, thì anh chị quan tâm thì liên hệ cho em ngay nha. À, ngang 7 sâu 32 nha quý anh chị, tổng diện tích là 228m² ha. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Nhớ like và đăng ký kênh, hẹn anh chị video sớm nhất nha. Cái này là sổ hồng riêng, công chứng liền, có 100 thổ cư, 80m thổ cư rồi quý anh chị.